Xin chào quý vị và các bạn. Không khí lạnh tràn về các tỉnh miền Bắc nước ta, song mức độ ảnh hưởng đến cuộc sống không lớn và nhiều người dân vẫn không cảm nhận được sự tràn về của gió mùa Đông Bắc. Đến ngày hôm nay mùng 9 tháng 1 thì khối không khí lạnh sẽ bắt đầu suy yếu. Và trường gió Đông Bắc sẽ bị chuyển dần sang Đông đến Đông Nam, mang nhiều hơi ẩm từ biển vào đất liền. Nên tại các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là khu vực ven biển và đồng bằng sẽ có nhiều mây kèm theo đó là mưa nhỏ. Thời gian mưa chỉ tập trung vào đêm và sáng sớm. Càng về trưa, gió đông đến đông nam sẽ hoạt động yếu dần nên mưa giảm, song trời vẫn còn nhiều mây nên nhiệt độ không tăng nhanh, phổ biến ở mức từ 20 cho đến 23 độ cho các tỉnh ở phía Đông Bắc Bộ. Còn các tỉnh phía Tây Bắc ở mức từ 23 cho đến 25 độ, một số nơi còn đạt mức 26 cho đến 27 độ vào trưa chiều do trời có nắng. Và Bắc Bộ sẽ trải qua thêm một ngày mới với tiết trời khá ấm trong tháng chính đông này. Tương tự như các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, khu vực miền Trung từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế cũng nhiều mây và sương mù vào sáng sớm, khiến tầm nhìn xa giảm, các hoạt động lưu thông vào lúc này cần chú ý để tránh những va chạm không đáng có. Còn về ban ngày, nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam và đạt mức 28 ở Thừa Thiên Huế. Thời tiết chỉ còn se se lạnh vào ban đêm, còn ban ngày khá mát mẻ, nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân nơi đây. Còn với khu vực phía Nam đèo Hải Vân, từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, thời tiết không có nhiều biến động, trời có nắng và nền nhiệt cao nhất ở khu vực này sẽ tăng lên mức là 28 đến 31 độ, vẫn là mức nhiệt tương đối dễ chịu cho các hoạt động vui chơi giải trí trong ngày nghỉ cuối tuần. Thưa quý vị và các bạn, khu vực có nắng nhiều hơn cả vẫn là các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ. Tại Tây Nguyên, nhiệt độ phổ biến từ 29 cho đến 31 độ và nơi có nhiệt độ cao nhất vẫn là các tỉnh Nam Bộ với mức nhiệt phổ biến từ 31 cho đến 33 độ. Riêng các tỉnh miền Đông nhiệt độ thậm chí còn lên ngưỡng 34 độ. Do đã bắt đầu vào mùa khô tại đây nên ngoài nền nhiệt độ cao thì độ ẩm trong không khí giảm rất thấp, đặc biệt là vào buổi trưa chiều, độ ẩm chỉ còn khoảng từ 50 cho đến 65%. Do đó, người dân cần chủ động có các biện pháp phòng chống cháy ở những nơi dễ xảy ra hỏa hoạn như là khu chợ, khu dân cư đông đúc. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, khu vực Đông Bắc Biển Đông ngày hôm nay vẫn duy trì gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, sau sẽ giảm dần về cường độ. Còn các vùng biển còn lại bao gồm cả hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, gió Đông Bắc thổi với cường độ trung bình, mưa xảy ra vài nơi, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, thuận lợi cho tàu thuyền lưu thông. Riêng khu vực Vịnh Bắc Bộ có sương mù vào sáng sớm, các tàu thuyền hoạt động cần chú ý để đảm bảo an toàn. Như vậy, các tỉnh miền Bắc trời nhiều mây và có mưa nhỏ rải rác vào sáng sớm, trời lạnh về đêm và sáng. Tại Trung Bộ phổ biến ít mưa và thời tiết mát mẻ, trong khi đó ở Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng nhiều, có phần oi nóng tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Đến đây, bản tin thời tiết sáng ngày 9 tháng 1 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và ý nghĩa. Thank you.